Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lấy phiếu tín nhiệm trò hề hay chiêu trò để làm cỏ dưỡng lúa của ông Tổng. Ở các nước dân chủ và văn minh, chỉ có pháp luật điều hành cả chính quyền lẫn xã hội. Khi phạm tội, quan chức cũng như thứ dân, mà cụ thể vừa qua cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bị truy tố như thường. Tuy nhiên ở Việt Nam thì có hai loại luật, cho là quý tộc và luật thứ dân. Thực ra ở Việt Nam không có tầng lớp quý tộc, nhưng về bản chất nó tương đương với tầng lớp quý tộc thời phong kiến. Đó là thành phần có quyền thế trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân thấp cổ bé họng là thứ dân, bởi về bản chất nhà nước Cộng sản chính là nhà nước phong kiến trá hình. Một thời gian, trò hề lấy phiếu tín nhiệm chẳng loại được ai. Tại Việt Nam, luật quý tộc là điều lệ đảng. Đây là thứ luật chỉ dành riêng cho đảng viên Đảng Cộng sản, không áp dụng cho thứ dân. Nó được làm ra để vuốt ve, để bảo vệ và để tạo sức mạnh cho Đảng Cộng sản. Ví dụ, chỉ thị 15 quy định đảng viên không thể bị pháp luật chạm vào nếu chưa bị khai trừ khỏi đảng. Luật là vậy, nhưng gần đây ông Tô Lâm cho Đinh Văn Nơi bắt Đỗ Hữu Ca khi ông này chưa khai trừ ra khỏi đảng. Trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã sử dụng đảng luật để tìm kiếm sai phạm của cán bộ. Ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng dùng đảng luật để kỷ luật cán bộ. Bà Trương Thị Mai cũng dùng đảng luật để bố trí chức tước cho cán bộ. Riêng với Bộ Công an, theo lý là họ dùng luật pháp. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp họ cũng chẳng theo quy trình tố tụng hình sự, mà rất tự tùng tự tác. Không biết lấy phiếu tín nhiệm lần này có loại được ai hay không đang là câu hỏi. Đảng luật là bộ luật được Đảng Cộng sản Việt Nam xếp trên cả luật pháp của nhà nước, bởi đảng luật là luật cho quý tộc, phải đứng cao hơn luật của thứ dân. Tuy nhiên, độc tài là bản chất của Đảng Cộng sản, nên đảng luật cũng không làm từ nguyện vọng của đông đảo đảng viên, mà chỉ làm theo chủ ý của một nhóm người trên đỉnh tháp quyền lực của đảng. Vì thế mới có cái gọi là suất đặc biệt, để đặt cách riêng một mình ông Nguyễn Phú Trọng có thể ngồi lại ghế Tổng Bí Thư, bất chấp tuổi tác và sức khỏe. Vào ngày 31 tháng 3, ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương, tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban giữa ban nội chính Trung ương với các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh và ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 1. Ông Trạc yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để chuẩn bị tốt cho việc lấy phiếu tín nhiệm. Ai cũng biết ông Phan Đình Trạc là cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng. Ông Trạc đề cập đến việc lấy phiếu tín nhiệm thì đó cũng là ý của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tất nhiên, quy định lấy phiếu tín nhiệm là chỉ dành cho nội bộ của Đảng Cộng sản, chứ đó không phải là mâm của thường dân. Tuy nhiên, bản chất của Đảng là phi dân chủ, nên những quy định trong Đảng luật cũng chỉ là công cụ cho kẻ mạnh nhằm triệt hạ phe yếu hơn trên bàn cờ chính trị tại Việt Nam. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng dùng rất nhiều công cụ để đốn củi. Có thể trong đó có công cụ lấy phiếu tín nhiệm. Trước đây, Đảng Cộng sản cũng bày ra việc lấy phiếu tín nhiệm với 3 mức độ: tín nhiệm cao, tín nhiệm vừa và tín nhiệm thấp. Trò này không kỷ luật được ai, vì dù có tiền tệ đến mấy thì cũng không khó được từ tín nhiệm, chỉ là hơi thấp mà thôi. Thế rồi huề cả làng. Lần này Đảng lại bày cho cái trò lấy phiếu tín nhiệm không rõ có làm thật hay không, hay cũng chỉ là trò hề như lẫn lần trước. Kết quả qua bị loại vì không được tín nhiệm hay không thì chúng ta càng phải chờ xem. Có bạn nêu ý kiến với tờ Thể báo chấm đê rằng nếu ông Trọng lần này làm nghiêm túc chứ không diễn trò thì nó không phải là công cụ để tạo ra sự công bằng trong Đảng, mà nó sẽ là công cụ để thanh trừng phe phái. Đấy là chiêu trò làm cỏ dưỡng lúa của ông Trọng. Bởi hiện nay ông Trọng đang cố tống củi vào lò cho thật nhiều để ông dọn sạch những bè phái khác của ông, nhằm tạo cho kẻ kế cận thừa hưởng một di sản đồng nhất, và tất cả đều phải phục tùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm đê với bản tin lấy phiếu tín nhiệm trò hề hay chiêu trò để làm cỏ dưỡng lúa của ông Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đi dép tổ ong diễn bài khắc khổ, nhưng Quyền Linh lại giấu nghề lùa gà làm giàu. Tình trạng nghệ sĩ lợi dụng sự hâm mộ của khán giả để quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng sự thật, quảng cáo những dược liệu trôi nổi để làm giàu tràn lan trên mạng xã hội trong thời gian dài. Mỗi nghệ sĩ có đến hàng triệu người hâm mộ, chỉ cần vài phần trăm trong đó mua sản phẩm xạo do nghệ sĩ giới thiệu thì những cơ sở buôn bán thực phẩm chức năng, bán dược liệu dởm có thể ngồi không hốt tiền. Và tất nhiên người có công lùa gà, hàng vạn con gà tơ vào chuồng cho bọn bất lương ăn thịt, kẻ ấy không thể không nhận thủ lao lớn. Quyền Linh đang diễn bài khắc khổ. Nghệ sĩ Quyền Linh là MC và là diễn viên nổi tiếng với thế hệ 7X, 8X. Quyền Linh hiện rất giàu, tuy nhiên anh luôn hiện ra trước báo chí và ống kính truyền hình là một ông hai lúa với bữa ăn đạm bạc, cơm cá khô và chân đi dép tổ ong. Có người cho rằng đây là vở diễn lớn nhất đời của anh, không phải vở diễn cho tác phẩm điện ảnh nào mà là vở diễn cuộc đời. Quyền Linh đã cấy vào lòng khán giả nhẹ dạ rằng anh là nghệ sĩ vì người nghèo và gần gũi với người nghèo. Tất nhiên, nếu điều này là thật lòng thì đáng hoan nghênh, chứ không ai lại bài xích lối sống như vậy. Tuy nhiên, sau cánh gà của vở kịch cuộc đời này là một Quyền Linh hoàn toàn khác. Một Quyền Linh nhẫn tâm lùa khán giả của mình và có tụ điểm khám và chữa bệnh trá hình. Anh lùa khán giả vào tay những nhà làm dược liệu dởm, những kẻ buôn bán thực phẩm chức năng, quảng bá dối trá. Cuối cùng, hàng vạn khán giả phải tiền mất tật mang, số tiền ấy đã làm giàu cho những kẻ bất lương và làm giàu cho bản thân anh ta. Sau thời gian bị xã hội lên án về hành động quảng cáo thuốc trị trĩ hồi nách để hút khán giả vào mua làm giàu cho các cơ sở buôn bán loại thuốc xạo này, thì Quyền Linh đã lên tờ báo lớn trong nước thanh minh rằng tôi bị cắt ghép, oan ức. Anh nói thêm rằng tôi khẳng định những quảng cáo tiểu đường, hồi nách, trĩ, xương khớp, thuốc nhỏ mắt v.v. trên mạng là giả. Nửa năm nay tôi cùng luật sư tốn công tốn sức truy tìm thông tin những trang web cắt ghép sử dụng hình ảnh của tôi, nhưng những trang đó có nguồn gốc từ nước ngoài, xóa rồi lại đăng, chưa thể xử lý triệt để. Quyền Linh đang diễn vai nạn nhân. Anh chọn tờ báo lớn để thanh minh, nghĩa là anh biết cách làm truyền thông để bào chữa cho hình ảnh lùa gà của anh. Và cao thủ hơn, anh ta lại khóc lóc tỏ ra là nạn nhân của cơ sở bán thuốc xạo. Thực tế mà nói, cách giải quyết scandal như thế, theo đánh giá của các nhà phân tích, thì Quyền Linh là một cao thủ trong nghề diễn. Ở đây họ nói nghề diễn với vở kịch cuộc đời, chứ không nói đến vai diễn trong tác phẩm điện ảnh. Dù có nghi ngờ anh ta lùa gà, nhưng người ta không tìm ra được bằng chứng xác đáng về việc anh ta đã cấu kết với các cơ sở dược liệu giả ấy để lùa gà và bán cho người dân khốn khổ. Ông bà thường hay nói cây kìm trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Mới đây báo chí đã tố cáo cơ sở làm tan mỡ siêu tốc American có dấu hiệu lừa dối. Vụ việc bắt đầu từ những nạn nhân bị các nghệ sĩ lùa gà, lùa họ vào cơ sở này, kết quả tiền mất tật mang. Vì bị lừa dối nên họ đã kêu cứu với báo chí và báo chí đã vào cuộc. Cuối cùng, sự thật là chẳng có công nghệ đánh tan mỡ siêu tốc nào cả, mà đó chỉ là ma trận bày ra để lừa tiền móc túi khách hàng. Và đây là sự thật về Quyền Linh, anh quảng cáo cho cơ sở thẩm mỹ siêu tốc America. Đã có khoảng 10 nghệ sĩ tham gia quảng cáo cho công ty America, trong đó người ta nhận ra có Quyền Linh. Dù trên trang web của cơ sở hút mỡ bụng này đã xóa clip, nhưng đoạn clip quảng cáo ấy đã được khán giả của anh lưu lại bằng chứng. Lần này anh không thể bù loa để diễn kịch mình là nạn nhân của America Sydney nữa. Người miền Nam thì có câu thấy vậy mà không phải vậy. Quả thật nhìn Quyền Linh mang dép tổ ong sống khắc khổ như thế, nhưng thực sự đằng sau hình ảnh đấy anh ta kiếm tiền bằng cách rất bẩn. Đó là lùa gà cho các thương hiệu dược xạo,
các phòng khám bất nhân để chia nhau những đồng tiền mà họ đã lừa được từ những người hâm mộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin Đi dép tổ ong diễn bài khắc khổ nhưng Quyền Linh lại giấu nghề lùa gà làm giàu. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.